Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và chúc các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì mình lại chia sẻ theo yêu cầu của quý vị khán giả. Hôm nay Nhí sẽ làm một cái công thức nước mắm để mình bán bánh mì heo quay nè, cũng như bánh mì chả. Và nước mắm thì kẹo rất là ngon luôn. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể sử dụng cái nước mắm này để mình bán cơm tấm sườn cũng rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và Nhí sẽ chỉ cho tất cả các bạn một cái mẹo nhỏ khi các bạn làm nước mắm chua ngọt hoặc là cái dạng nước mắm giống như thế này thì nó sẽ lâu hư, các bạn bảo quản được lâu nha. Để biết được cách của Nhí hướng dẫn như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp để tham khảo cái cách làm của Nhí. Đây các bạn, tất cả các nguyên liệu để làm cái nước mắm bán bánh mì thì Nhí đã chuẩn bị sẵn ở đây. Thứ nhất là mình sẽ có một trái ớt sừng không cay. Ớt sừng này để mình tạo màu thôi các bạn. Nếu bạn nào mà thích ăn cay thì có thể cho thêm ớt cay vào. Và nguyên liệu kế tiếp thì mình có một củ tỏi khoảng 50g các bạn. Và bên đây thì mình có một muỗng ăn canh giấm các bạn. Giấm trắng nha, một muỗng thôi. Nếu các bạn không có giấm thì các bạn có thể thế vào đó một miếng chanh là được. Và bên đây thì Nhí có 370g đường cát trắng nha các bạn. Và cuối cùng là mình có 220ml nước mắm. Thì cái nước mắm này Nhí sử dụng cái nước mắm Nam Ngư, nó có cái độ đạm là khoảng 25 độ đó các bạn. Bây giờ thì trước tiên thì Nhí sẽ đi sơ chế những cái nguyên liệu tỏi ớt. Sau đó mình sẽ tiến hành nấu nước mắm nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi lột tỏi các bạn. Thì cái tỏi này mình sẽ lột hết, sau đó mình sẽ bằm nhuyễn để mình cho vào nước mắm. Và các bạn lưu ý, cái tỏi mà mình bằm càng nhuyễn thì nước mắm nó càng thơm nha, với lại nó đẹp nữa. Tiếp theo thì cái phần trái ớt sừng không cay nè, mình cắt cái phần đầu, phần đít. Sau đó mình bỏ cái phần hột nó đi các bạn. Rồi mình cũng sẽ cắt nhuyễn luôn để mình cho vào cái nước mắm luôn. Về phần công thức định lượng thì Nhí có ghim ở phần mô tả, anh chị nào mà quan tâm thì có thể vào phần mô tả xem giúp Nhí nha. Và có một cái bí quyết nhỏ rất là quan trọng mà hầu như tất cả anh chị làm nước mắm đều bỏ qua cái công đoạn này, nên cái nước mắm chua ngọt của chúng ta nó nhanh hư cũng như nó nhanh chua đó các bạn. Bây giờ thì Nhí sẽ chia sẻ cho các bạn như thế này nè. Nếu các bạn sử dụng ớt bằm tại nhà như Nhí đang thực hiện trong video nè, thì các bạn bằm xong các bạn phải vắt cho thiệt là khô nước. Còn nếu các bạn nào mà sử dụng ớt xay để làm nước mắm thì các bạn cũng phải vắt cho nó thiệt là khô nước. Đây, nó khô như thế này các bạn. Thì khi các bạn cho vào nước mắm á, thì nó lâu hư cũng như nó không làm cho cái nước mắm mình bị chua các bạn. Nếu các bạn không vắt nước ớt hoặc là các bạn sử dụng ớt xay á, thì cái nước mắm các bạn chỉ tối đa là khoảng từ 5 đến 7 ngày thì cái nước mắm của các bạn nó sẽ có cái mùi chua, không được ngon nữa nha. Sau khi bằm hành tỏi xong, bước tiếp theo thì mình sẽ đi nấu nước mắm các bạn. Mình chuẩn bị một cái nồi nhỏ nhỏ như thế này nè. Sau đó mình cho giấm nè, nước mắm nè, với đường. Và mình sẽ bắt lên bếp mình nấu cho cái hỗn hợp này nó hòa tan hết các bạn. Nhí sẽ dùng một cái vá là các bạn, mình sẽ quậy nhẹ nhẹ cho cái phần đường này nó tan nha các bạn. Bây giờ Nhí cho lên bếp và mình sẽ mở lửa. Mình sẽ đun cái nước mắm này cho nó sôi khoảng từ 3 đến 5 phút là được nha các bạn. Trong quá trình đun thì mình sẽ quậy liên tục các bạn, để tránh tình trạng cái nước mắm mình nó bị cháy đít đó các bạn. Đây, lúc này thì nước mắm nó chuẩn bị sôi nè các bạn, rất là thơm. Khi nước mắm nó sôi á, thì mình sẽ để cho cái nước mắm nó sôi một chút xíu nữa các bạn, cho nó tan cái đường hoàn toàn luôn. Tránh tình trạng mà mình đun vừa sôi cái mình nghĩ đường nó tan mình tắt lửa thì cái đường nó sẽ lợi đường nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ để cái nước mắm này cho nó nguội hoàn toàn luôn nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, nếu mà cái nước mắm mà nó còn ấm ấm thì các bạn cho tỏi với lại ớt vào thì cái nước mắm nó sẽ nhanh bị hư. Đây các bạn, khi mà cái nước mắm nó nguội thì cái nước mắm nó kẹo lại rồi các bạn, nhìn rất là ngon luôn. Và lúc này thì mình cho tỏi bằm với lại ớt bằm. Sau đó mình quậy đều lên nữa thì cái nước mắm của mình nó đã hoàn thành rồi các bạn. Thì đây là cái công thức nước mắm để bán bánh mì. Hoặc các bạn có thể sử dụng để ăn cơm tấm sườn cũng rất là ngon. Mà Nhí chia sẻ để tặng cho khán giả yêu cầu cũng như gửi tặng cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video Nhí hay, hữu ích, hãy ủng hộ Nhí bằng cách là like video này cũng như share những cái video này cho bạn bè, người thân gần xa được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn. Để Nhí có nhiều động lực chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn để phục vụ cho tất cả các bạn. Đây các bạn có thể nhìn cái tô nước mắm nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nó kẹo kéo luôn các bạn. Và cái nước mắm này thì nếu mà nói thích thì Nhí sẽ thích ăn kèm với lại bánh mì bì hơn. Mình làm bánh mì xong cái mình chan cái nước mắm này vô các bạn, rất là ngon luôn. Và sau khi làm cái nước mắm xong thì các bạn cho cái nước mắm vào trong một cái hũ hoặc một cái keo để mình bảo quản. Thì cái nước mắm này các bạn có thể bảo quản tự nhiên bên ngoài rất là lâu các bạn. Và bạn nào ít sử dụng thì các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để mình sử dụng dần. Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái công thức nước mắm để bán bánh mì chả, bánh mì heo quay hoặc bánh mì bì thật là ngon, để gia đình chúng ta luôn có những cái món ăn ngon, thay đổi khẩu vị thực đơn hàng ngày. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn. Và cuối cùng là giây phút quảng cáo các bạn. Hiện tại là Nhí có bán cái mật ong nuôi đó các bạn, 1 lít là 99k. Nhí free ship trong vòng bán kính khoảng 5 km và ship toàn quốc nha các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng mật ong thì nhớ ủng hộ Nhí nha các bạn. Nhí cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.